Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của Lê Cần News. Tôi là Thu Quyên, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Nhân viên gác chắn bất lực nhìn người đi xe máy chui rào băng qua đường ray. Mới đây, một tài xế ô tô đã quay lại loạt hành động được cho là xem nhẹ mạng sống của bản thân và coi thường pháp luật của một số người dân sống gần cầu Việt Trì, Phú Thọ. Theo những hình ảnh ghi lại có thể thấy, mặc kệ barrier đã được hạ, báo hiệu xe lửa sắp tới, và trong khi các xe khác đang tuân thủ quy tắc an toàn, dừng lại chờ cho tàu lửa đi qua, thì lại có hai người đàn ông điều khiển xe máy đi từ hai hướng ngược nhau, đã cố chấp đẩy barrier lên, chui đầu chạy băng qua đường ray, rồi thản nhiên đi về hướng của mình. Điều khiến người xem kinh ngạc là toàn bộ hành động của hai người đàn ông đều được hai nhân viên đứng gác ở hai bên barrier thu hết vào mắt. Nhưng họ lại chỉ đứng nhìn một cách đầy bất lực. Vô tình động thái này khiến nhiều người chỉ trích, cho rằng các nhân viên làm ăn tắc trách. Tuy nhiên, không ít người xem đã vào bên vực hai nhân viên gác tàu vì cho rằng mạng sống của ai nấy giữ, thông báo rõ ràng, rào chắn đã được hạ, nhưng người dân cố tình không tuân thủ thì đành thua, lôi kéo chỉ càng nguy hiểm cho bản thân người gác tàu. Một vài bình luận nổi bật bên dưới video. Nhiệm vụ của người ta là hạ rào chắn và báo hiệu tàu tới, chứ kêu nhảy ra lôi từng người cố tình vượt rào vào thì thôi đi, như bắt người ta chết chung. Không thể hiểu nổi những người này, gấp gáp gì chứ, tới chừng tai nạn thì lại bảo xui. Trộm xà lan trị giá 1,2 tỷ đồng đem bán phế liệu. Ngày 4 tháng 9, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ đối với Trương Thanh Lợi, sinh năm 1992, và Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 2002, cùng ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra ban đầu, Lợi và Trung đã trộm chiếc xà lan do anh Phạm Vĩnh Anh Phong, ngụ Chợ Gạo làm chủ. Anh Phong cho biết chiếc xà lan được mua vào năm 2014 với giá 1,2 tỷ đồng. Sáng ngày 26 tháng 8, anh Phong phát hiện mất xà lan nên trình báo. Công an huyện Chợ Gạo đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tập trung xác minh. Đến ngày 28 tháng 8, cơ quan công an phát hiện Lợi và Trung đang bán chiếc xà lan nói trên cho vựa phế liệu ở thị trấn Hòn Đất, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận, ngoài vụ trộm trên, trước đó Lợi đã trộm ghe gỗ của chủ cơ sở xay xát lúa gạo ở Kiên Giang. Trên ghe có 17 tấn gạo. Cơ quan công an đã thu hồi xà lan và ghe gỗ nói trên. Giá gạo dần ổn định, người dân không còn mua dự trữ. Theo chia sẻ của các tiểu thương tại thành phố Cần Thơ, giá gạo bán lẻ hiện có xu hướng tăng nhẹ nhưng đã ổn định hơn nhiều. Ông Phạm Văn Tấn, tiểu thương kinh doanh tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, nếu đầu tháng 8 giá các loại gạo tại cửa hàng ông tăng từ 1.500 đến 2.300 đồng một ký, thì hiện chỉ tăng nhẹ ở mức từ 200 đến 300 đồng một ký, tùy loại. Giá gạo có nhảy múa, nhưng phần lớn số lượng mua đã chững lại cho người tiêu dùng trữ đủ gạo. Tôi nghĩ sức mua trong vài ngày tới cũng không biến động nhiều vì giải pháp bình ổn giá đâu đã vào đấy, ông Tấn nói. Cụ thể khoảng một tháng trước đây, khi giá gạo tăng cao, mỗi ngày ông Tấn phải nhập gạo liên tục để đáp ứng khoảng từ 400 đến 500 kg gạo cho khách hàng, đến điểm có hôm lên đến 700 kg. Hiện tại lượng gạo bán ra đã trở về mức bình thường. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng ông Tấn tiêu thụ khoảng 200 kg gạo các loại, bằng với ngày thường khi giá gạo chưa rục rịch tăng. Tương tự bà Ngọc, chủ cửa hàng gạo tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng đánh giá sức mua của người tiêu dùng đã giảm đáng kể so với một tháng trước. Giá gạo không còn tăng mạnh từ 2.000 đến 3.000 đồng mỗi ký như trước. Sức mua của người tiêu dùng đã trở lại bình thường, các loại gạo được lựa chọn nhiều vẫn rơi vào khoảng 17 đến 18.000 đồng một ký, bà Ngọc cho biết. Trước diễn biến giá gạo đã hạ nhiệt, xu hướng dự trữ gạo của người dân cũng giảm bớt đáng kể. Hầu hết người tiêu dùng chỉ mua đủ số lượng cần thiết cho gia đình. Nước mắt bà phụ nữ trong phiên xử bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. Buổi sáng mùa thu, dưới cơn mưa ngầu bất chợt, vợ chồng chị Phùng Thị Tuyên 42 tuổi trú Thường Tín, Hà Nội, đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, lặn lội từ Thường Tín lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từ sớm để dự phiên tòa xét xử hai bảo mẫu, bạo hành khiến con trai tên D 17 tháng tuổi của họ tử vong. Phiên tòa diễn ra hôm ngày 25 tháng 8 vừa qua.
Cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, mặc bộ quần áo cũ màu, chân đi đôi dép tổ ong, nét mặt phờ phạc, ngồi lặng lẽ ở dãy ghế bên phải phòng xử án. Họ nhìn tiều tụy hơn sau biến cố đau lòng. 8 giờ, chiếc xe chuyên dụng chở hai bị cáo Nguyễn Thị An 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành 31 tuổi cùng trú Hà Nội đến tòa. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp nhanh chóng dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử số 6. Phiên xét xử có rất nhiều người dự kháng, trong đó có cả người thân, bạn bè của nạn nhân lẫn bị cáo. 8 giờ 30 phút, phiên xét xử bắt đầu. Hành vi giết người của An và Lành được đại diện Viện Kiểm sát thuật lại trước tòa qua 10 trang cáo trạng. Mỗi khi nghe bản cáo trạng miêu tả lại những hành vi bạo hành của hai bảo mẫu với con trai mình, chị Tuyên lại gồng mình, nấc lên thành tiếng. Những ký ức về đứa con trai bé bỏng ùa về. Phía cuối phòng xử, nhiều người cũng không kìm được nước mắt, tiếng sụt sùi nói tiếp vang lên. Đứng trước buộc khai báo, cả An và Lành đều cúi gằm mặt, nước mắt tràn rụa khi nghe lại những hành vi tàn ác của mình với đứa trẻ 17 tháng tuổi. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo An mức tù chung thân, Lành mức án 20 năm tù về tội giết người. Cẩn trọng khi tim tan mỡ giảm béo. Chỉ cần lên mạng xã hội gõ cụm từ tim tan mỡ sẽ cho ra một loạt những spa, phòng khám da liễu, cơ sở thẩm mỹ đang thần thánh hóa phương pháp làm đẹp này. Một tài khoản lờ quảng cáo tim tan mỡ nọng cầm. Kích thích làm tan mỡ ứ động trong các tế bào mỡ, khiến chúng mềm ra và đào thải ra ngoài, làm giảm lượng mỡ dư thừa dưới cằm, giúp gương mặt thon gọn, không còn tình trạng hai cằm. Không những thế, tài khoản này còn khẳng định đây là phương pháp an toàn tuyệt đối, không cần phẫu thuật, không gây đau đớn, sưng phù, gương mặt thon gọn hơn, xóa bỏ tình trạng nọng cằm, hai cằm nặng nề. Thời gian thực hiện nhanh và ngắn, không để lại biến chứng, không để lại sẹo, không cần nghỉ dưỡng, có thể đi lại làm việc ngay, hiệu quả duy trì dài lâu, nhưng tùy cơ địa mỗi người. Bên cạnh việc quảng cáo phương pháp tim tan mỡ rầm rộ, thì các loại thuốc tim tan mỡ cũng được bán tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với đủ nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Giá cả đủ loại từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng một hộp. Tùy nhu cầu muốn giảm béo cằm, bắp tay, bắp chân hay bụng của người dùng mà người bán sẽ tư vấn một loại khác nhau. Và thường các loại thuốc này được quảng cáo kèm theo một liệu trình giảm béo cho khách hàng. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da Liễu Việt Nam, tim tan mỡ còn được gọi là phương pháp mesotherapy hay tim meso. Tim tan mỡ ra đời để thay thế cho phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tim tan mỡ sẽ đưa thuốc đi sâu vào các mô mỡ và tim hủy nó, thế nhưng vẫn có tác dụng phụ gặp phải như sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tim và hình thành khối máu tụ. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là viêm mô tế bào hay loét hoại tử, tạo sẹo vĩnh viễn. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN 43. Sáng ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng kết thúc năm Chủ tịch ASEAN năm 2023 của Indonesia, với chủ đề một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những chuyển động nhanh chóng. Kinh tế thế giới được báo tăng trưởng tích cực hơn trong nhịp độ chưa ổn định, có thể bị đảo chiều. Bắt khẩn cấp kẻ vũ phu ghen tuông, hành hạ vợ như thời Trung Cổ. Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Trí, sinh năm 1972, quê An Giang, để điều tra về hành vi ngược đãi và bạo hành vợ. Thông tin ban đầu thể hiện vào sáng ngày 2 tháng 9, Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L, 39 tuổi, quê An Giang, vợ của ông Trí. Như đã thông tin, vào thời điểm trên, vợ chồng chị L cùng hai con nhỏ ngủ tại phòng trọ. Trong lúc nói chuyện về vấn đề tiền bạc sinh hoạt trong gia đình thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, ông Trí nhắc tên người đàn ông khác và cho rằng vợ có người tình bên ngoài. Lời qua tiếng lại, người chồng lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người chị L gây chạm chập điện. Đối tượng tiếp tục cầm dao dài khoảng 30 cm trong bếp đâm liên tục nhiều nhát vào bụng và vùng kín của vợ. Nghe tiếng la hét của mẹ, con trai lớn của chị L đang ngủ trên gác chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Một số người dân là hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Văn Trí để điều tra, xử lý. Theo lời của người nhà nạn nhân, vợ chồng chị L có con gái 2 tuổi và con trai 14 tuổi. Ông Trí làm bảo vệ cho một siêu thị ở thành phố Tân Uyên, còn chị L mới xin vào làm công nhân tại một công ty gỗ. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trí để tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Bình Thuận điều tra một nghi phạm chết chưa rõ nguyên nhân. Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, nghi phạm này tử vong tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực Nam Bình Thuận, huyện Đức Linh, sau khi bị công an mời làm việc do liên quan đến vụ trộm chó trên địa bàn và có hành vi chống đối lực lượng công an. Báo cáo ban đầu của công an địa phương cho biết, vào sáng ngày 2 tháng 9, trong lúc tuần tra, công an huyện Đức Linh phát hiện có hai thanh niên có hành vi trộm chó của người dân nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai người này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy về hướng xã Vũ Hòa và bỏ lại hai con chó cùng dây chích điện. Đáng chú ý, trong lúc bị công an truy đuổi, hai thanh niên này đã dùng dây chích điện dùng để chích chó, dí vào người đại úy Nguyễn Đức Phương và trung úy Nguyễn Ngọc Quang, khiến hai cán bộ công an này bị thương. Quá trình xác minh, công an huyện xác định được Bùi Văn Hải, 28 tuổi, và Lưu Công Mạnh, 38 tuổi, cùng trú huyện Đức Linh, là hai nghi phạm trộm chó nêu trên. Trong sáng ngày 2 tháng 9, công an huyện Đức Linh phối hợp với công an xã Vũ Hòa mời Bùi Văn Hải đến công an xã làm việc, lấy lời khai, sau đó cho về nhà. Riêng Lưu Công Mạnh thì bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp tục truy xét, công an huyện Đức Linh biết được Mạnh đang trốn tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nên đã cử tổ công tác đến thành phố Đồng Xoài, đưa Mạnh đến trụ sở công an địa phương lấy lời khai. Bước đầu Mạnh đã thừa nhận cùng Hải thực hiện hành vi nêu trên. Khi đang làm việc đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt khó thở, nên công an huyện Đức Linh đã đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận để khám. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong. Sáng ngày 4 tháng 9, quá trình khám nghiệm tử thi của người tử vong vẫn đang được tiến hành. Kiện công an tỉnh Đồng Nai đòi hơn 13 tỷ đồng bồi thường oan sai. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa thụ lý lại vụ án yêu cầu bồi thường theo luật trách nhiệm nhà nước giữa nguyên đơn gồm ông Lê Đức Bình, 55 tuổi, Nguyễn Huy Tuấn, 46 tuổi, Lê Xuân Thắng, 51 tuổi, Nguyễn Văn Giang, 46 tuổi, Lê Xuân Duẩn, 48 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa và bị đơn là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ vụ án, ngày 31 tháng 7 năm 1994, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của bà Đặng Thị Nở về việc chồng bà là ông Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1943, mất tích từ ngày 27 tháng 6 năm 1994. Sau khi xác minh, nhà chức trách xác định ông Linh bị sát hại. Ngày 10 tháng 8 năm 1994, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Bình, Lê Xuân Duẩn, Nguyễn Huy Tuấn, Lê Xuân Thắng và Nguyễn Văn Giang. Tại thời điểm bị bắt, ông Tuấn và Giang chưa đủ 18 tuổi. Ngày 10 tháng 12 năm 1994, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can, nhưng những người này không nhận được, nên họ vẫn mang thân phận bị can. Sau khi miệt mài đi gõ cửa, ngày 31 tháng 7 năm 2019, 4 người mới nhận được quyết định đình chỉ điều tra. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ, ngày 15 tháng 5 năm 2020, các bên đã có buổi thương lượng bồi thường nhưng không tìm được tiếng nói chung. Phía Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đồng ý bồi thường số tiền 47 triệu đồng một người.
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, các nguyên đơn khởi kiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu bồi thường tổng cộng 13,3 tỷ đồng, mỗi người hơn 2,65 tỷ đồng. Số tiền trên bao gồm thu nhập thực tế bị mất, thiệt hại về tinh thần. Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu, siêu thị tại Anh dừng bán Thanh Long Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 9, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm Hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Văn phòng SBS Việt Nam cho biết. Ngày 2 tháng 8, Văn phòng SBS Việt Nam đã gửi thông tin tới đầu mối SBS của Vương quốc Anh đề nghị hai nội dung liên quan đến tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm quả thanh long. Theo đó, vừa qua xuất hiện thông tin một số siêu thị tại Vương quốc Anh đã dừng bán thanh long Việt Nam. Nguyên nhân được cho là sản phẩm có dư lượng thuốc trừ sâu, gây tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh đang đề xuất đưa thanh long Việt Nam từ phụ lục 2, sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu, sang phụ lục 1, sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng trước khi được phép lưu thông trên thị trường. Là đơn vị đầu mối của Việt Nam trong trao đổi thông tin và triển khai thực thi các nội dung liên quan đến biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch thực vật, Văn phòng SBS đã đề nghị Vương quốc Anh giữ nguyên tần suất kiểm tra thanh long của Việt Nam cho đến khi hai bên có đầy đủ căn cứ. Thứ hai, đề nghị Vương quốc Anh cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thanh long Việt Nam để cơ quan thẩm quyền Việt Nam nghiên cứu có ý kiến. Nghỉ lái xe tải giúp hàng ngàn nông dân trồng lúa lai. Ngày cuối tháng 8, ông Trương Cảm, 58 tuổi, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, có mặt từ sớm trên cánh đồng sản xuất giống lúa lai F1. Trận mưa dông chiều hôm trước kèm theo gió lớn khiến ông lo lắng bởi chỉ một tuần nữa là thu hoạch lúa. Quan sát lúa đứng vững trên ruộng của các xã viên, ông cho hay vụ này năng suất đạt hơn 200 kg mỗi sào, gần 500 m2. Lúa sau khi gặt được Hợp tác xã Ái Nghĩa thu mua, đưa vào xưởng sấy và bán lại cho doanh nghiệp cung ứng giống. Một sào lúa lai trừ chi phí, nông dân lãi ròng 4 triệu đồng một vụ, gấp 3 lần trồng lúa thuần thương phẩm. Tiền bạc thanh toán đầy đủ nên gần 2.000 hộ nông dân ở thị trấn Ái Nghĩa bắt tay Hợp tác xã sản xuất giống lúa lai, ông Cảm nói. 10 năm trước, ông Cảm quyết định bỏ nghề lái xe tải để quay về nghề nông với tư cách thành viên Hợp tác xã Ái Nghĩa. Đây cũng là thời điểm luật Hợp tác xã ra đời, song Ái Nghĩa đang trên bờ vực phá sản dù quản lý gần 500 hectare đất nông nghiệp kèm kinh doanh vật tư, phân bón. Hiện tại, gần 2.000 hộ nông dân thị trấn Ái Nghĩa canh tác mỗi năm 2 vụ, vụ đông xuân trồng lúa lai được Hợp tác xã thu mua sơ chế để bán cho doanh nghiệp. Vụ hè thu sản xuất lúa thuần thương phẩm theo quy trình an toàn, bán cho hợp tác xã để chế biến gạo an toàn và làm bánh tráng. Sau 10 năm, Hợp tác xã Ái Nghĩa từ nguy cơ giải thể, đến nay có vốn điều lệ hơn 1 tỷ đồng. Doanh thu hàng năm dao động từ 25 đến 30 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền lương cho bộ máy quản lý, hợp tác xã lãi ròng 300 triệu đồng một năm. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.